Nguyễn Khôi xin kính chào Thái Ngô, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyễn Khôi và xin chào Thái Ngô quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi có nhận được một số thư tay và rất tiếc là các bác, các cô, các chú lại không gửi cho Đài Quê Hương ở địa chỉ là 1630 Oakland Road, căn số là chữ A 109, thành phố San Jose, zip code 95131. Mà các bác lại gửi qua cho chị Ngọc Minh. Rồi là chị Ngọc Minh lại gửi lên đây rồi nó đi vòng vòng, nó đi lạc, hôm nay chúng tôi mới nhận được. Thì mai mốt mà nếu mà các bác muốn gửi thư cho đài thì các bác cứ gửi địa chỉ của đài là 1630 Oakland Road A109, thì chúng tôi sẽ nhờ bên mấy em mấy cháu bên kỹ thuật đó sẽ đưa cái địa chỉ lên trên màn hình để cho quý vị thấy. Chứ còn quý vị đừng có gửi của chị Ngọc Minh nhé. Chị Ngọc Minh chị Ngọc Minh là một cái chị làm một cái chương trình khác. Và về thư tín á, qua email thì chúng tôi rất cảm ơn. Có một cháu gửi về một có nói là những cái bài chính luận ở trên báo Quân đội Nhân dân. Trong đó có bài là thông tin chính thống phải át thông tin xấu trên mạng, mà rất tiếc là chú không có mở được, mở nó cứ bấm thôi mà nó không có ra cái bài này được, cho nên là chú cũng xin lỗi cháu. Rồi có một người ở bên Úc á, gửi viết lá thư khá dài, là cũng nói là cái chuyện là lấy cái audio của đọc báo Vẹm đó, của đọc báo Vẹm để mà phát trên đài, thì bà con mình đó cũng rất thích. Và qua những cái lời mà khen ngợi thì chúng tôi cũng xin cảm ơn rất nhiều, và nói rằng là rất mong là chỉ mong là hai anh nhận lời sang Úc một chuyến thì sẽ vui lắm. Thì bà vị này có xin số điện thoại để liên lạc thì chúng tôi có cho số điện thoại, hy vọng là chúng ta nói chuyện qua điện thoại cho nó rõ ràng hơn. Có một người nói là cái chuyện mà nhà nước mà lấy đất của Thái Hà đó, của giáo xứ Thái Hà, là cái chuyện bình thường thôi, nó không có gì ghê gớm cả, tại sao hai ông phải la lên chi? Bởi vì Hoàng Sa, Trường Sa, Nam Quan, Bản Dốc vào tay giặc mà nhà nước còn không có màng tới. Thì trong khi đó đất đai của tổ quốc mất vào tay giặc thì nhà nước cũng phải thua me gỡ bài cào lấy đất của giáo hội lại. Nói chuyện xin lỗi quý vị, chuyện bình thường, các ông đừng có là lỗi chi. Có một người đã làm công việc rất là tử tế, là đã sắp xếp đọc báo Vẹm từ số 1 cho tới bây giờ luôn. Và cứ cho một cái link sắp xếp trong đó là theo thứ tự rồi. Thì nếu quý vị muốn có cái link, bởi vì cái link này nó dài lắm, Hoàng Tú không thể nào đọc ra được, quý vị cứ liên lạc với email là docbaovem@yahoo.com thì Hoàng Tú sẽ forward cái link này nếu quý vị muốn xem từ 1 cho tới bây giờ. Và có một bạn gửi về cái bài là công an lại đánh dân mà chúng tôi rất tiếc cũng không có mở được. Rồi chúng tôi cảm ơn, đây là một cái hình chụp. Cái chuyện mà Vịnh Hạ Long được bình chọn đó, thì có một người bạn đã chụp một tấm hình rất là hay, là chụp tấm hình là có một cái biểu ngữ của bên Việt Nam là trong ngày 11 tháng 11 trước 17 giờ mỗi cán bộ công nhân viên tập đoàn Tuần Châu tối thiểu 100 tin nhắn trở lên để bình chọn Vịnh Hạ Long, tập đoàn Tuần Châu trả tiền, ai dưới 100 tin nhắn nghỉ việc. Cái gì như vậy là cái chuyện bình chọn Hạ Long á cũng có cái sự sắp xếp trong này. Cái chuyện mà một cái danh lam thắng cảnh của đất nước mà được bình chọn thì cái điều đó rất là hãnh diện. Cho dù là chúng tôi sống ở hải ngoại, không sống ở trong nước bây giờ, nhưng mà nếu mà Hạ Long được chọn thì chúng tôi cũng rất là vui mừng. Nhưng mà đó mà nó phải thật thà, nó phải công bằng. Chứ còn cái này bảo là 100 tin nhắn trở lên, dưới 100 tin nhắn cho nghỉ việc thì cái này cũng hơi cằn. Xin mời người cô. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi thấy ở trên VN Express có đăng một cái bài, và chúng tôi sau đó cũng đọc tin, đọc ở trên cái trang mạng của đài VOA, tức là tiếng nói Hoa Kỳ, họ có trích lại cái tin đó. Cái bài báo phải nói là rất là đặc sắc, ngay cái tên của bài báo thì chúng tôi đọc thấy đã là ấn tượng rồi. Thưa quý vị, Việt Nam đòi chủ quyền Hoàng Sa bằng hòa bình. Tại Quốc hội sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam phải giải quyết và khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm năm 1974. Như vậy là kỳ này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại nói là Trung Quốc dùng vũ lực để lấy. Cái này nghe hơi lạ đó. Chúng ta sẽ từ từ phân tích. Nhưng mà trước khi mà phân tích cái bài bản tin này đó, thì ngay khi đọc cái câu đầu đó, cái thay thổi cái nhan đề của bài báo đó, và biết rằng đây là cái lời nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Việt Nam đòi chủ quyền Hoàng Sa bằng hòa bình, thì thực sự là lúc đó chúng tôi rất là vô tư, anh Hoàng Tuấn ạ,
Chúng tôi lại nghĩ là hay là Thủ tướng ca ngợi những người đi biểu tình để đòi chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Bởi những người đó cũng... Trung Quốc đó. Những người đó là những người đã bất đòi động. Đã bất bạo động và hoàn toàn hòa bình. Những cuộc biểu tình hòa bình. Trong các cuộc biểu tình đó mình cũng không thấy là đòi phải dùng vũ lực với Trung Quốc, không đòi đánh ai, không đòi đấm ai, không đòi trả thù gì ai. Rất là hòa bình. Chỉ xác nhận một điều thôi, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Thế là đi tù, hồi đấy thì đi tù đấy. Và bây giờ thì Thủ tướng lại nói như vậy. Thì tôi tưởng là Thủ tướng hay là Thủ tướng lại ca ngợi những người biểu tình lúc bây giờ. Bởi vì những người biểu tình đó không phải là Thủ tướng. Thế là phải ở tù. Yeah. Trời, cũng một cái lời nói đó, cũng một cái hành động đó, cũng một cái ý tưởng đó. Mà dân nói thì đi tù. Mà Thủ tướng nói thì ở cuối bài báo này có nói là không, Thủ tướng phải nói cho rõ ạ. 11:20 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc phần đăng đàn của mình trong tràng pháo tay dài của Quốc hội. Dạ. Đấy là mới là nhan đề của bài báo thôi nhá. Dạ. Thì cái bài báo nó như sau. Một phần Thủ tướng nói như thế này: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành hơn 10 phút trả lời chất vấn về chủ đề này. Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử khẳng định rằng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Chúng ta làm chủ thực sự ít nhất từ thế kỷ 17 khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục hòa bình. Thủ tướng khẳng định, theo Thủ tướng, năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa. Lúc đó, trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc đó phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp. Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam lúc đó cũng ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Cái này đúng, nhưng mà nó không có đúng hết, nó không có hết. Thưa quý vị, sự thật thì nó phải đầy đủ 100% nó mới là sự thật. Còn nếu mà sự thật á, mà nó chỉ có 50% thì người ta gọi đó nhiều khi là cái sự gian dối. Bánh mì, nửa bánh mì thì vẫn là bánh mì. Vẫn là bánh mì. Dạ vâng, nhưng mà sự thật mà có nửa sự thật thì không phải là sự thật. Dạ, nhiều khi nó là có cái sự láo cá ở trong này, thưa quý vị. Cái láo cá thứ nhất là... Lúc đó trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc đó phản đối lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp. Câu chuyện không phải như vậy, không phải đơn giản như vậy. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa và quân dân Việt Nam Cộng hòa, đặc biệt là những người lính của Hải quân Việt Nam Cộng hòa, đã phải dùng xương máu sinh mạng mình, đã hy sinh để bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ của mình trên quần đảo Hoàng Sa, chứ không thể nói một cách vớ vẩn như thế này được. Nói như thế này á là phản bội lại vong linh của những người đã nằm xuống để bảo vệ cái sự toàn vẹn của đất nước. Chúng tôi phải nói là rất là phẫn nộ khi mà nghe ông Thủ tướng nói như vậy. Cái vấn đề thứ hai là chính quyền Việt Nam Cộng hòa lúc đó phản đối lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp. Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam lúc đó cũng ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Vậy thì cái thành phần thứ ba lúc bây giờ đó là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Hà Nội. Nó làm gì? Ở đâu? Nói cái gì? Có làm gì không? Sao không nói? Lúc đó anh phải biết là lúc đó tại vì con Bắc Đồng. Tại vì trong cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa nó có Bác Đồng. Oh. Bác Đồng là người ký công hàm. Và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng này, anh Ba Dũng này đó, lúc đầu khi mới đọc bản tin thì tôi nhìn bà con liền, khen anh Dũng một phát ha. Rồi tôi nhìn anh Dũng cũng khá đẹp trai, cũng khá giống tôi. khen ngợi. Rồi có lẽ là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, anh Ba Dũng là ngày xưa tôi thuộc Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tôi không dính với ông kia. phải nói cho rõ và nếu mà không giải quyết, không có nói rõ đó, thì những người trong cái chính phủ ở Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc bây giờ, nói thẳng là cái Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bây giờ, phải chịu tội trước lịch sử vì những cái việc họ đã làm, hoặc họ không làm, hoặc họ không dám làm trong cái thời điểm đó. Và cái hậu quả là chúng ta đã mất Hoàng Sa. Nguyễn Tấn Dũng bao giờ thì sẽ đòi được? Cái vấn đề nhân dân, mọi người dân người ta thắc mắc là mình đòi, và phải đòi như thế nào, và đó có được hay không? Mà cái điều chán nhất là trong khi người ta đi biểu tình, khi đó là Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, thì bị công an bắt bớ, đạp vào mặt và bỏ tù. Thì bây giờ ông Thủ tướng lại nói như vậy. Thì chúng ta cũng đợi xem thì sắp tới thì nhà nước của ông Dũng sẽ làm những việc gì nhé. Nhắc về cái chuyện mà ông Dũng ở trong Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, thì chúng tôi mới nhớ cái chuyện là năm 75 có một người Việt gốc Hoa, mình nói tiếng Việt thì còn cái giọng cái giọng của người Tàu đó, mới đi lên báo cáo với công an là nhà bị mất trộm. Thì ông lại nói như thế này, lên thì công an nói, sao chú Ba, mấy người miền Nam kêu mấy người gốc Hoa là chú ba bên đây lên có chuyện gì không, muốn báo cáo một chuyện mà viết chữ viết đơn hay chứ ngộ lối tiếng của không dành mà chữ không có dành làm sao giết được. Đúng rồi, lý là cán bộ ngộ lối đi là lý viết xuống cho ngộ chứ.
chú Ba nói đi. Hôm qua đó có đứa đi tới nhà ngựa lô giải phóng chiếc xe lạp. Lô giải phóng ba con ngà mái, hai con ngà trống, nó giải phóng hai cái quần len của về ngồi đấy. Chú Ba chú nói gì vậy? Trời ơi, sao nhà chú biển trộm mà chú nói giải phóng là sao? Ngồi nói vậy không có luôn hả? Trời ơi, chú nói vậy rồi tôi bắt chú đi cải tạo. Sao cách mạng nói bây giờ lời mới là phải nói chuyện cho nó giống cách mạng mà. Mà sao nhà chú bị bắt đồ mà chú nói giải phóng là sao? Hồi trước năm 75 ở nhà ngựa buôn bán làm ăn có làm gì đâu. Có tiền, có xe, có già. Cách mạng tới là nói là giải phóng cho ngựa. Nó vô nó giải phóng là nó lấy nhà ngựa, nó lấy xe, lấy tiền, nó lũi ngựa ra liền. Thì ngựa cái tiếng là giải phóng là lấy đồ của người ta. Thì bây giờ nhà của ngựa mất chiếc xe lạp, hai con, ba con ngà mái, hai con ngà trống, hai cái quần len, là ngựa đó là lo tới nó giải phóng là đúng rồi chứ gì lễ. Đi còn cãi ngựa lễ. Rồi sao hậu quả sao? Không có được giải phóng luôn đâu. Thôi chú Ba, con không dám làm vụ này cho chú. Nhưng mà ông nói đúng. Thì ông đang có cơn cơ. Thì ta nói vô là giải phóng. Giải phóng xong ông ra đường. Ông răng tay. Ông mất hết. Thì ông mất hết. Thì bây giờ tự nhiên ông ngủ thì ông thấy là lôi giải phóng chiếc xe lạp. Ba con ngà mái, hai con ngà trống, hai cái quần len nữa. Thì chúng tôi xin tạm giải phóng và cái nhanh xong rồi. Chúng tôi xin tạm ngưng cái phần này. Xin quý vị giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần 2. Bây giờ không có giải phóng nè. Nói chuyện thôi nha. Thì quý vị, công an Việt Nam thì có cái đề tài mà nói về công an Việt Nam thì có nhiều lắm. Để mà đi xuống máy bay mà xuống tới phi trường qua hải quan là thầy đã có chuyện đã nói rồi. Thì công an đánh người rồi là làm đủ thứ chuyện cả. Đánh người hay vô đồ công an là ra nghĩa địa. Thì công an có thêm một cái sáng kiến nữa là quăng lưới bắt người vi phạm giao thông. Quý vị mới nghe thì chúng tôi tưởng chuyện đùa. Vi phạm giao thông quăng lưới làm những người bắt cá. Nhưng mà thật sự là cái chuyện nó có. Là đây là độc chiêu được công an Thanh Hóa áp dụng. Người vi phạm giao thông không dừng lại theo hiệu lệnh sẽ bị quăng lưới bắt cá vào bánh xe. Gần một tháng nay, người dân thành phố Thanh Hóa vô cùng lạ mắt trước hình ảnh mới của lực lượng cảnh sát giao thông. Một tổ 6 người gồm có cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và dân phòng được trang bị thêm những tấm lưới đánh cá, loại lưới cước sợi nhỏ được cuộn lại, một đầu quấn với một vật nặng thường là gạch đá. Khi thấy người nào vi phạm giao thông mà không dừng lại theo hiệu lệnh, lực lượng này sẽ lập tức là quăng lưới, tức là thủ sẵn rồi nha. Quăng lưới thì khi mà lưới đó nó cuốn vào trong bánh xe thì phải dừng lại. Thì đây là một cái chiêu mới. Thì người ta thấy, người ta phản đối, người ta nói làm cái việc này nó không có chuyên nghiệp và nó có thể gây ra tai nạn. Bởi vì khi mà quăng lưới như vậy đó, đâu có phải xe nào cũng vướng lưới dừng lại đâu. Mà xin lỗi thưa quý vị, lỡ trên xe nhiều khi người ta chở phụ nữ trẻ con như thế này thì nó té rồi làm sao. Thế mà người ta vẫn áp dụng. Anh và... lo nhiều quá, tao có bài khác không về cái đề tài đó. Có câu trả lời cho anh nghe, anh lo nhiều quá dùm. Tức là bây giờ xem dân mà giống như là cá vậy. Quăng lưới bắt. Thưa quý vị, trước việc người dân, đây là bài báo của VN Express cũng nói cùng cái đề tài Hoàng Tuấn vừa nói, tức là về vấn đề mà cái sáng kiến mới của công an Thanh Hóa đó là quăng lưới bắt cá mà để bắt người đấy. Trước việc người dân lo ngại việc răng lưới vào xe vi phạm có thể gây tai nạn cho những người đi đường khác, thì cục trưởng cho biết sau một tháng thử nghiệm, công an Thanh Hóa báo cáo chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Và ông nói việc này cần thời gian thử nghiệm, nếu có nguy hiểm sẽ cho dừng lại bởi chúng tôi vẫn đang theo dõi. Tức là chúng ta có người chết không cần phải nhìn xa, không phải trông trông, không phải quá trước, không phải suy nghĩ gì cả, cứ làm. Chừng nào mà có người chết thì chúng tôi tính lại. Như vậy thì ví dụ như là cứ vác súng bắn bừa đó, mà chưa người chết thì cứ bắn, khi nào có người chết thì dừng. Cuối bài báo này có một cái phần chú thích. Theo một chuyên gia về xe máy, 100% người lái xe khi bị tung lưới vào bánh sau sẽ bị ngã. Bởi khi bánh bị vật cản đột biến rằng phanh, thì hộp xích và dĩa phanh, xe không chạy động, xe không chạy từ từ mà sẽ bị khựng lại, đổ xuống đường. Nếu anh đang đi với tốc độ cao, họ sẽ bị văng ra khỏi xe hoặc sẽ bị kéo lê trên đường. Anh nói như vậy, và theo quan điểm của người này, việc quăng lưới bắt người vi phạm giao thông là nguy hiểm. Thực sự ra thì ai nhìn thấy nó cũng là nguy hiểm chứ. Nhưng cái chuyện đấy nó quá hiển nhiên, nó quá rõ ràng. Nhưng mà bình thường anh cái câu đó cũng không rõ, là tôi không một cái bài báo khác nữa là ông giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa ông nói là luật không có cấm quăng lưới.
không có luật nào cấm quăng lưới bắt người vi phạm giao thông cả. Thế thì người ta hỏi, ủa quăng lưới như vậy thì nó nguy hiểm làm sao? Nó là không, khi làm chúng tôi đã tính toán là khi bắn lưới vào gầm xe, lưới sẽ quấn vào bánh khiến xe phải từ từ dừng lại, như thế sẽ không gây nguy hiểm, chứ không hề có chuyện quăng lưới trùm cả vào người và phương tiện. Nếu quăng lưới trùm vào người thì còn gì để nói nữa. Nhưng mà làm sao có thể bảo đảm được cái việc quăng lưới đó sẽ bám vào bánh xe để không gây tai nạn? Đây là nghiệp vụ của lực lượng công an, tức là trong cái đào tạo nghiệp vụ đó là có cái vụ quăng lưới rồi. Các lực lượng chức năng sẽ biết thực hiện đúng phương pháp tác nghiệp để lưới bám vào bánh, và thực tế sau một tháng triển khai đến nay chưa xảy ra vụ tai nạn nào cả. Tức là trong cái nghiệp vụ đào tạo công an đó có quăng lưới và cái đào tạo sẽ tác nghiệp đàng hoàng, và một tháng chưa có tai nạn xảy ra. Và ví dụ như ổng vừa nói xong rồi, lỡ ngày mai có người té bể đầu chết thì sao? Thì lúc đó sẽ nghiên cứu lại. Không hiểu nổi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Và thưa quý vị, kế tiếp thì chúng tôi có một cái bài báo, đúng ra đây là nhiều bài báo khác nhau mà chúng tôi lấy được từ trên Internet, liên quan tới cái vụ ông bạn của anh Hoàng Tuấn trước đây đó, cái ông đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước, ông ấy có tuyên bố rằng là không cần cái luật biểu tình gì cả. À, vì dân trí thấp đấy. Dân trí còn thấp đấy. Lần trước anh Hoàng Tuấn lên tiếng, thì chúng tôi cũng nghe loáng thoáng tại vì không có dịp đọc cái bài báo đó, nhưng mà sau đó thì thấy nhiều người phản đối quá. Mà đặc biệt cái ông Hoàng Hữu Phước này trở thành cái mục tiêu cho tất cả mọi người chống đối, ngay cả báo chí lề phải cũng nói, mà báo chí lề trái cũng nói, báo chí lề trái thì đương nhiên là chống rồi, cái chuyện quyền biểu tình là quyền tự do. Thì những người mà đồng ý với cái việc phải cho dân chúng có quyền biểu tình thì người ta chống đối, thì không nói chuyện chi. Nhưng mà báo chí lề phải cũng chống đối, và chúng tôi rất là ngạc nhiên về cái chuyện này. Chúng tôi vì ông ấy bảo là dân trí thấp rồi. Dạ vâng, khi chúng tôi đọc kỹ thì chúng tôi thấy quả thực là ông ấy xứng đáng để cho người ta chửi rủa là phải. Thưa quý vị, thì đây là một cái bài báo chúng tôi xin trích trong báo lại phải nha anh Tuấn nhá. Báo này là tạp chí xây dựng đảng thứ nhất nha. Dạ vâng, xây dựng đảng.org của một người tên là Nguyễn Thúy Hoàn viết một bài là có cần luật biểu tình chấm hỏi, tức là có cần luật biểu tình không. Trong phiên họp ngày 17 tháng 11, khi Quốc hội thảo luận tại hội trường về chương trình xây dựng luật pháp lệnh Quốc hội khóa 13, đại biểu Hoàng Hữu Phước Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quốc hội loại bỏ luật lập hội và luật biểu tình khỏi danh sách dự án luật suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, với lý do biểu tình là hành động để chống lại chính phủ nước mình hoặc chống lại một chủ trương của chính phủ nước mình, và bản chất của biểu tình là dễ bị lợi dụng để gây biến loạn, lập tức gây phản ứng trong dư luận. Thì trong cái bài báo này phân tích cái bài nói chuyện của ông Hoàng Phước á, cho thấy có gì nhiều điều mà người ta thấy ông khoe chữ khoe nghĩa, rồi cuối cùng á thì người ta mới lật tẩy ông ra là ông chẳng biết gì cả, mà ông nói tùm lum tùm la hết không làm sao cả. Thì bài báo nó rất là dài, nhưng mà đi khai ngóng ngóng hay nói mà ông ta có nói đại khái là cho đến khi mà ông Gandhi đó, thì đời đó là ông Gandhi mới có biểu tình, tức là 1913, và những cuộc biểu tình đó chỉ có mục đích là để chống lại nước hay không, chống lại chính phủ. Thì tác giả của bài báo này, Nguyễn Thúy Hoàn, có nêu ra là không phải đến bây giờ trên diễn đàn Quốc hội mới nói đến biểu tình, mà chỉ 11 ngày sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 31 quy định về thể thức tổ chức các cuộc biểu tình. Hiến pháp năm 1959 điều 25 ghi rõ công dân nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội và biểu tình. Như thế là không học tập lời bác. Hiến pháp 1980 xác định công dân có các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do biểu tình phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân. Tức là tất cả những cái điều này được ghi trong hiến pháp. Một cái điều quan trọng là cho phép nhưng mà không có luật. Thì không biết là cái người đi biểu tình ấy, thì không biết là mình biểu tình như vậy nó có đúng hay nó sai, biểu tình như vậy có được phép hay không được phép, biểu tình như vậy có thể bị bắt đi tù không, mà nếu đi tù thì đi tù bao nhiêu năm, mà đi tù mà ở đồn công an điều tra thì ra thì mình còn sống hay mình đã chết chẳng hạn, như vậy thì rất là khó khăn, cho nên bây giờ cần phải có luật pháp rõ ràng. Là đi biểu tình mà nhỡ thằng kia nó bước nó nhỡ chân nó dẫm vào mặt mình, thế thì thằng kia nó có bị phạt hay không? Chứ cần có luật. Còn với cái đề lập hội thì rõ ràng là trong luật pháp hiến pháp Cộng sản Việt Nam đã có ghi rõ như vậy. Thế mà một ông đại biểu Quốc hội mà họp ở trong đại biểu cả, trong Quốc hội cả nước, mà ông còn tuyên bố là gạt hết dân trí thấp. Ông bảo là ngay cái đèn xanh đèn đỏ người ta cũng không chấp hành. cũng là công an nữa. Thượng úy công an hành xử lỗ mãng. Không chỉ xưng này trên báo VN Express nè. Không chỉ xưng mày tao với người đi xe máy không gương, Thượng úy công an Hà Nội còn liên tục văng những câu chửi tục tiểu và đòi
vả vỡ mồm người vi phạm chỉ vì dám lên tiếng đề nghị được xử phạt tại chỗ. À. Thì theo anh Thắng, nhân vật trong đoạn ghi âm, tức là anh ghi âm lại luôn, ghi âm cái lời chửi luôn. Hai ngày qua thì đoạn ghi âm công an phường vừa xử phạt vừa chửi bới người vi phạm giao thông tại Hà Nội đã gây bức xúc cho các thành viên trên nhiều diễn đàn. Theo anh Thắng thì nhân vật trong đoạn ghi âm, chiều 20 tháng 11 anh đi xe máy chở vợ và con nhỏ từ Bắc Ninh về Hà Nội với 15 kg gạo và chiếc ba lô đựng quần áo trẻ em để phía trước xe. Khi vừa xuống khỏi cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì được một đoạn thì anh bị dân phòng và công an phường Yên Sở lao ra để mà chặn lại. Khi lập biên bản là bị lỗi là không có gương chiếu hậu nè, thượng úy công an cho biết không có biên lai phạt tại chỗ, cho nên anh Thắng phải tự lên kho bạc nộp tiền phạt. Thắc mắc về cách xử lý, anh Thắng nhận được câu trả lời: tao không có loại biên bản ấy, mày lên kho bạc mà nộp, mày chỉ đạo tao đấy à. Tao vả vào mồm mày bây giờ. Kèm theo đó là những câu chữ tục tiểu của viên công an. Thế người vi phạm vẫn tỏ thái độ không bằng lòng, thượng úy công an liền bực bội nói thêm: tao lập tiếp cái lỗi cồng kềnh cho mày biết thế nào là lễ độ. Thế là thêm cái tội nữa, cái tội cồng kềnh đó bạn ạ. Khi phát hiện anh Thắng dùng điện thoại ghi lời lời lẽ Thi Văn Hóa này, viên thượng úy liền bắt anh phải tắt điện thoại và quay cái gì thì xóa đi, bởi không có quyền quay khi chưa hỏi ý kiến của tao. Giờ anh không có kết quả, công an này liền bảo anh Thắng là nếu xóa đoạn ghi âm thì sẽ được trả lại giấy tờ và không bị phạt. Thưa quý vị, thượng úy rồi đó nha. Luật pháp nó rất là nghiêm minh những cái hành xử. Thượng úy mà lại ở ngay Hà Nội. Đấy. Thì trong bối cảnh Bộ Công an đang phát động phong trào công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, nhằm xây dựng lòng tin ngày càng lớn mạnh trong nhân dân, thì việc xuất hiện đoạn ghi âm này đã khiến nhiều cư dân mạng bức xúc. Không ít ý kiến cho rằng ngành công an cần mạnh dạn đấu tranh trước cái xấu để loại bỏ dần những con sâu, những con sâu này ra khỏi lực lượng công an nhân dân. Nhưng mà nói về con sâu thì chúng tôi thấy nó cũng không có kết quả gì, bởi vì hôm trước ông hình như Trương Tấn Sang ông muốn nói là bây giờ sâu mới một con mà một cá bay. Ở Việt Nam bây giờ không phải là con sâu lồng rồng được canh mà cá bay sâu bây giờ thua. Tôi bỏ lô canh luôn phải không? Cái này thì tôi nghĩ chắc phải đổi anh cái lô canh này đi chứ còn gì nữa. Ông rồi thả một bầy gà rồi cho nó mổ mấy con sâu này cho rồi. Kết thúc do chương trình đọc báo bản tuần này, chúng tôi vẫn tâm đắc với cái lời của Thủ tướng là Việt Nam đòi chủ quyền Hoàng Sa bằng hòa bình, còn nó chiếm Hoàng Sa của mình ấy bằng bom đạn, bằng súng ống, bằng tàu thuyền ấy, thì kệ nó, còn mình cứ đòi hòa bình thôi nhá quý vị nhá. Xin chào tạm biệt quý vị. Chương trình đọc báo vẹn do Quê Hương Media thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam trên hệ thống hội luận toàn cầu Paltalk và truyền âm về Việt Nam qua hệ thống Yahoo Chatroom. Diễn đàn là tiếng nói đấu tranh vì tự do dân chủ, vì độc lập dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ của Việt Nam. Diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam là nơi gặp gỡ của mọi tầng lớp đấu tranh từ khắp năm châu và từ ba miền đất nước thân yêu. Kính mời quý đồng bào cùng hưởng ứng và tham gia sinh hoạt. Thank you.